tôi không phải là công ty công nghệ vậy có thể làm được gì không có thể ứng dụng công nghệ được không có thể làm ra được những hệ thống như nãy không, Đúng không? hoàn toàn được các anh chị ạ à? hoàn toàn được có thể cách đây năm năm cách đây hai ba năm 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 thì cái việc này là một cái gì đó nó rất là khó khăn nhưng ở thời điểm hiện tại thì nó lại cực kỳ đơn giản và cái bước tiếp theo tôi sẽ chia sẻ cho các anh chị tại sao lại đơn giản vâng à, với những cái công ty mà không phải là công nghệ thì cái thuật ngữ chuyển đổi số à, đã ra đời à, và có thể dễ dàng thấy rằng tại sao chính phủ việt nam à, trong 2 năm trở lại đây 3 năm trở lại đây lại liên tục truyền thông cái chuyện là chuyển đổi số 4.0 chuyển đổi số 4.0 à, và cái động thái gần đây nhất mà việt nam chúng ta đã đã, đã làm anh. rất là tốt đó là việt nam chúng ta đã làm cái cái um thay cái chứng minh nhân dân vật lý à, thành một cái digital ID đó là một trong những cái chuyển đổi mà sau này à, dựa vào cái 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 digital ID đó cái căn cước công dân đó à, chúng ta sẽ có toàn bộ dữ liệu à, trong tất cả các hoạt động để thể hiện cái sự uy tín của một công dân thì chuyển đổi số là một cái chìa khóa để đưa doanh nghiệp của chúng ta đến tương lai à, trong 10 năm trở lại đây thì người dùng bắt đầu quen dần với việc sử dụng các cái thiết bị công nghệ À, và xem nó như là một cái phần mà không à, một cái phần không thể thiếu trong cuộc sống. À, cái là đôi khi à, các anh, các chị là cái tay mình nắm cái điện thoại còn nhiều hơn là nắm nắm tay vợ mình, nắm tay người yêu của mình đúng không ạ? À, ai trong số các anh chị nắm tay vợ mình còn nhiều hơn cả nắm điện thoại thì hãy công mình đi ạ, à. hãy công mình vào số 5 đi ạ. À. <laughs> Tôi nghĩ là tất cả chúng ta đều nắm cái điện thoại nhiều hơn cả tay những người mình yêu thương nữa và có thể thấy rằng cái hành vi của người dùng cũng đã chuyển đổi rất nhiều trong cái thời điểm dịch Covid-19 là họ à, đã chuyển dịch dần từ à, mua hàng trực tiếp à, sang mua hàng trực tuyến. Đấy, đấy là một cái dấu hiệu mà chúng ta dễ dàng nhận thấy. À, nhưng mà thật đáng buồn thay, à, trước cái thời điểm dịch Covid-19 rất nhiều các doanh nghiệp là thờ ơ trong việc ứng dụng công nghệ. À, bởi vì tôi đang kinh doanh rất là tốt, tôi đang rất kiếm rất là nhiều tiền, tại sao tôi phải đầu tư vào hệ thống công nghệ tốn tiền như thế này, đúng không ạ? À, thêm nữa là cũng có rất nhiều các doanh nghiệp cũng đã ứng dụng công nghệ rồi nhưng mà lại không thành công, à, họ bỏ rất nhiều tiền vào nhưng cuối cùng nó cũng không đâu vào đâu cả, cuối cùng là họ không còn niềm tin vào cái việc đó là làm sao để để gia tăng lợi nhuận bằng cái sản phẩm công nghệ được, à, thì à, tôi sẽ tiếp tục giải đáp các anh chị tại sao à, tại sao tại sao à, biết là công nghệ chuyển đổi số là cái chuyện nó cần thiết mà tại sao mà mọi người làm à, vẫn chưa tới à, chuyển đổi số đơn giản chỉ là thay đổi những cái cách thức truyền thống sang những cái mô hình à, về tự động hóa về số hóa dù dụ như thấy gì các anh chị à, nộp hồ sơ các anh chị chỉ cần mở một cái ứng dụng scan cái chứng minh nhân dân hoặc là scan cái mã QR ở trên cái căn cước công dân để có thể nhập liệu vào app hoặc là để có thể tìm kiếm đó hoặc là các thì có thể mua hàng không cần phải đến cửa hàng có thể vô một cái ứng dụng để mua hàng các anh chị có thể xem bản lương giao việc vân vân tất cả đều trên một cái thiết bị di động à, và trong tương lai thì à, mọi thứ sẽ không còn nằm trên một cái laptop hay desktop nữa là tôi nghĩ là mọi thứ sẽ bắt đầu đa phần là trên thiết bị di động và trong một cái báo cáo gần đây nhất của Google À, đã là cái hành vi của người dùng à, trên thiết bị di động đã tăng trưởng lên tới gần trăm à, và tôi nghĩ là đó là cái này, cuối năm 2020 tôi nghĩ đến cuối năm 2021 thì con số nó còn tăng nữa bởi vì dịch nó đã thay đổi rất là nhiều rồi